Ngày 4 tháng 8, thành phố Uông Bí tổ chức chương trình mở sổ tiết kiệm trao tặng cho 10 hộ nghèo trên địa bàn phường Phương Đông, Phương Nam, Nam Khê, Bắc Sơn và xã Thượng Yên Công. Hưởng ứng lời kêu gọi của thành phố chung tay hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, một số đơn vị doanh nghiệp đã trao tặng kinh phí mở sổ tiết kiệm cho các hộ nghèo. Trong đó, công ty than Uông Bí TKV hỗ trợ 2 sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng một sổ, công ty kho vận đá bạc Vinacomin hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng, quỹ khuyến khích phụ nữ phát triển thành phố hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và vận tải Hoàng Trường hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, công ty cổ phần xây dựng thủy lợi miền Đông hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, công ty cổ phần xí nghiệp than Uông Bí hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Minh hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, chùa Ba Vàng hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, tổng giá trị hỗ trợ cho các hộ là 530 triệu đồng. Số tiền các đơn vị trao tặng sẽ được gửi tiết kiệm với thời hạn 2 năm, rút lãi đầu kỳ để các hộ có thêm kinh phí phát triển kinh tế, trang trải cuộc sống. Các xã phường có trách nhiệm giám hộ hộ nghèo quản lý, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Hôm nay nhận được cái số tiền là 60 triệu đồng. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà có một cái số tiền lớn như thế này. Hôm nay thì thật sự là rất là vui, vui mà xúc động tất cả các cái doanh nghiệp mà trong địa bàn thành phố đã giúp đỡ cho những cái hộ nghèo là nhận được cái số tiền này, rất là cảm ơn. Cũng trong chương trình, công ty than Uông Bí đã trao tặng 20 triệu đồng kinh phí hỗ trợ vốn giống phát triển kinh tế cho bà Hồ Nhì Múi, hộ nghèo tại phường Bắc Sơn. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của các doanh nghiệp, chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội đối với các hộ nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2020 trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương.